trở lại thăm và thấy trái chín khá nhiều. Chim cút rừng mọi người không to đâu. Đây là lá rau nhíp mọi người, hay có chỗ còn gọi là rau ranh. Trong clip mình thì cũng đã giới thiệu rất nhiều. Và xin chào mọi người, ngày mới hôm nay là một ngày tiếp theo trong rừng của mình. Lúc nãy thì lang thang có gặp chim cút mọi người, bắn hai mũi tên thì trúng một. Đây là một ít rau mình hái để ăn kèm với lại những gì kiếm được hôm nay nhé. Khu vực đây rất nhiều rau nhíp mọi người.
Đây mọi người, khá là may mắn, bắn hai mũi nhưng xoẹt và một mũi qua cánh. Hôm nay sẽ đi tìm một ít thuốc để uống mọi người. Hôm qua cũng có nói với mọi người lội suối và dầm mưa. Thời tiết mùa này thì rất là thường xuyên mưa. Lúc nãy thì có quay cho mọi người cảnh săn bắt cút và đi hái sâm câu. Nhưng mà những cái gì đã có trong video của Tùng rồi thì Tùng sẽ không giới thiệu lại nữa. Đây là một loại cây mới, có lẽ mọi người chưa biết tới cây này hoặc là đã đi rừng rồi thì từng biết, nhưng mà khả năng thì rất là nhiều người chưa biết. Cái này họ của giống như là cây ngũ gia bì mọi người, nhưng trong rừng mình gọi là lá chân chim nhé. Vị thì nghe mùi thì giống như là sẽ có mùi chua, giống tựa như là lá cóc non và lá xoài non, nhưng nó thơm hơn, gắt hơn một chút xíu. Đây anh em đi rừng thì hay gọi đây là lá chân chim nhé, gọi là nấu canh ăn hoặc là ăn kèm với thịt nướng. Bắt đầu vào những cơn mưa đầu mùa cho nên là mọi người thấy non mơn mởn, mùi rất là cuốn mọi người, thơm lắm. Đây là một cây mận lý nè mọi người.
Lần ở trong video lần trước khi bội thu video bội thu trái rừng, trái cây rừng thì Tùng cũng đã hái được một số trái chín và ăn để giới thiệu cho mọi người xem. Ở quanh khu rừng này khá là nhiều trái cây có thể ăn được. Thật là thú vị. Đây mọi người, đây là cây sung mật mà mình cảm thấy thích thú nhất từ trước tới giờ. Lần trước thì khi còn bé khỉ, mình có đi thu hoạch sung mật thì cái cây sung mật kia mùi vị nó khá là nhạt nhẽo. Nhưng cây này lần trước ở video trước bội thu trái cây rừng mình tình cờ ăn thì thấy vị rất là thơm, rất là ngon và rất là ngọt mọi người. Ăn vào cảm giác rất là cuốn luôn. Bây giờ mình trở lại thăm và thấy trái chín khá nhiều. Hôm nay mình sẽ thu hoạch tất cả trái chín này nhé. Về ăn chống đói cho ngày hôm nay. Và nếu như trở về nó còn xanh tốt thì sẽ đem một ít đem về làm quà cho cho bạn bè, cho mọi người ở dưới xuôi. Rất thú vị mọi người. Rất là nhiều mọi người. Sẽ hái những trái ở gần đây và những trái xa kia mình phải dùng cây để khèo thôi. Ở những cành khó như thế này thì phải dùng cách hái kiểu này mọi người. Đây mọi người, những quả cuối cùng của cây. Cũng không phải là cuối cùng đâu, những quả chín cuối cùng. Thật sự rất là cuốn với lại vị thơm và ngọt của trái sung mật này. Tùng đã thu hoạch được khá nhiều. Và hôm nay sẽ là một bữa ăn rất là no với lại trái sung mật. Ăn cảm giác rất là mát mọi người ạ. Một ngày bội thu trái sung mật. Và thật sự đây là trái mình không thể nào quên được khi đi rừng, đi ngang qua khu vực này. Rất là thú vị mọi người ạ. Một quả bị sóc ăn.
Đây là cái thu hải đường mọi người, hay còn gọi là lá chân vịt, khá là chua. Thường độ cao phân bổ mọc ở tầm 1.000 tới 1.300, nơi có độ ẩm nhiều. Video trước thì Tùng cũng đã hái cây này và uống cho mọi người xem. Cây này là cây thạch xương bồ mọi người. Bây giờ sẽ hái về một ít nhé. Dọc đường mình sẽ gom một ít về để nấu nước uống. Và nếu săn bắt được gì thì sẽ hầm chung với nó, vì vị nó thơm giống như là củ sâm này mọi người. Hôm nay một ngày thu hoạch khá nhiều trái cây rừng mọi người. Trong chiếc cùi của mình, lúc nãy mọi người xem video thì cũng thấy đầy cả cùi luôn. Một ngày khá là bội thu, rất là nhiều thứ. Trên dọc đường đi thì mình có thu hoạch được dây rừng, dây ba lá, loại những dây này cột rất là chắc. Rồi mình lấy về để hong ở bếp, để khi nào có việc gì dùng thì dùng nhé.
Trái này được gọi là trái măng cà rá mọi người. Mùa này ở đây rất là nhiều. Hôm nay mình cũng có thu hoạch được một ít trái máu và trái măng cà rá. Và Thạch Sương Mù hôm nay sẽ nấu với cúc nhé. Chim cúc mình săn được. Hôm nay thì khá may mắn bắn được 3 con. Và hôm nay mình sẽ chế biến một món ăn mới với vị rất là mới từ trái rừng để cho mọi người xem. Lần đầu tiên mình kết hợp những trái rừng với lại chim cúc. Quay với mọi người một tí, hôm nay là tất cả những gì trong chiếc cùi mà mình đi sinh tồn được từ rừng đều bày biện ra hết để cho mọi người xem. Hôm nay thì thức ăn ở rừng giàu đạm thì săn bắt chỉ được 3 con chim cúc rừng thôi mọi người. Nhưng rất là nhiều trái cây rừng và rau. Trong đó những trái cây mình thích nhất đó là trái sung mật và trái máu. Lần này mình trở lại thăm cây trái máu. Lần trước mình có quay video cho mọi người xem thì trái bây giờ đã chín mọng rồi mọi người. Nhìn rất là đẹp mắt, không những đẹp mà ăn vị rất là tuyệt vời. Ngọt hơn lần trước mình ăn một chút. Và hôm nay hái thêm một số quả lạ nữa. Mình cũng chưa biết là quả gì, cái đem về. Rồi từ từ rảnh mình sẽ ngồi test vị nó như thế nào nhé. Dĩ nhiên mình sẽ có những kỹ thuật test trái cây rừng rất là ổn. Hôm sau mình sẽ chia sẻ với mọi người sau. Trở lại với lại món ăn hôm nay thì Tùng sẽ nấu chim cúc, thì lúc nãy cũng đã quay cho mọi người, mình đã chiên sơ lên rồi để cho nó săn thịt lại. Rồi tí xíu nữa mình sẽ nấu với ba vị chính, đó là trái măng cà rá. Trái măng cà rá thì không còn lạ gì với mọi người, ở những video trước thì Tùng cũng bẫy gà rừng và dúi rừng thì cũng đã nấu chung với trái này. Và hôm nay sẽ dùng trái máu, vì trái máu nó có vị ngọt thanh và màu đẹp, có một chút vị chua nữa, cho nên mình sẽ nấu chung để tăng hương vị của món ăn hôm lên mọi người nhé. Và có một chút xíu gia vị mới, cái này Tùng sẽ chia sẻ mọi người một tí sau. Tất cả hôm nay món ăn đều từ rừng mọi người. Và tí xíu nữa thì Tùng cũng sẽ rửa trái củ của Thạch Sương Bồ và cho vào để tạo mùi thơm nhé, vì nó có vị và mùi giống như là sâm, nhúng sâm đất. Mình sẽ cho vào món ăn. Hôm nay sẽ là một món ăn khá mới và khá lạ và khá thú vị. Sẽ quay kỹ cho mọi người xem từng chi tiết nhé. Trước khi nấu cái món ăn thì mình sẽ đun chảo sôi lên, cho nước sôi vào. Mình sẽ luộc một ít rau và ăn trước. Sau đó sẽ nấu món ăn chính. Vì có một chiếc chảo cho nên mình sẽ tận dụng mọi người.
Xin chào mọi người, khoe với mọi người một tí nữa. Sinh tồn đã vất vả nhưng ăn cũng phải ngon mọi người nhé. Đây là một bữa ăn khá thịnh soạn của mình, với một chiếc nắp cũng làm từ tre để đậy cho chiếc chảo. Và đây là tất cả những nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ mình sẽ nấu những món ăn từ rừng khá là thú vị. Bây giờ mình sẽ luộc trước cái rau ăn nha mọi người. Vì chỉ có một chiếc chảo cho nên là mình củi mùa mưa này cũng kiếm khá là cực, cho nên là mình sẽ tận dụng nước sôi để luộc ăn rau trước, rồi sau đó sẽ nấu món ăn chính sau nhé. Đây là lá bép đó mọi người, hay còn gọi là rau nhíp. Lúc nãy đã luộc lá bép và đây là lá chân chim. Lá này thì phải luộc lâu hơn một tí nhé. Bình thường ăn sống thì sẽ ăn kèm với lại thịt nướng, nhưng bây giờ mình sẽ ăn luộc lâu. Ở trong rừng thì cũng cần phải bổ sung thêm rau đó mọi người. Mời mọi người dùng rau trước với mình nhé. Đây là lá nhíp chấm hương mướp, tất cả đều chấm hương mướp là ngon nhất rồi mọi người ạ. Đây là lá chân chim nhé, vị ăn thì hơi đắng một chút xíu nhưng là một cái mùi rất là thơm mọi người. Mọi người đã từng ăn rau cải trời thì cái vị nó hơi hăng hăng, thì cái này nó còn gắt hơn chút xíu nhưng mà ăn rất là cuốn. Nhất là nó có một vị hơi đắng chút xíu thì chấm với muối ớt cay thì rất là tuyệt mọi người. Chưa một tí lại để ăn với món chính mọi người, bây giờ phải tranh thủ nấu. Trời sắp tối và đã mưa rồi. Còn đây là món ăn khá đặc sắc. Mọi người cùng theo dõi nhé. Lúc nãy thưởng thức một số rau luộc khá là ngon rồi mọi người, rau rừng. Vị rất là tuyệt vời, ăn với muối ớt. Bây giờ nước đã sôi và nước luộc rau thì mình sẽ tận dụng để nấu luôn mọi người nhé. Những cái gia vị mình sẽ cho vào trước, đây là thạch xương bồ. Nó như là sâm vậy. Và đây là trái măng cà rá mọi người. Trong lúc chờ đợi trái măng cà rá và củ thạch xương bồ nhừ thì mình tranh thủ ăn một ít thêm một ít trái cây rừng nữa mọi người. Đây là trái vả, thật sự mùi vị nó cuốn là mình không cưỡng nổi, ngon lắm mọi người ạ. Để tách ra cho mọi người xem bên trong nhé, rất là thú vị luôn. Mọi người xem, nhìn nó giống như là thạch rau câu dừa vậy mọi người. Giống như thạch rau câu hoặc là đông xương. Xin mời mọi người thưởng thức nha.
Và đây là trái máu đây mọi người. Lần trước mình ghé để hái ăn trái này thì trái chưa chín mọng như bây giờ. Bây giờ trái chín mọng. Lúc thu hoạch thì mình có ăn thử một trái chín mọng, vị rất là tuyệt vời mọi người, ngọt hơn lần trước, ít chua hơn. Và bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người xem nhé, ăn cả vỏ lẫn hạt, tuyệt vời lắm. Thật sự rất là ngon mọi người, vị rất là cuốn luôn. Lần trước nấu cái món cua suối thì ăn cũng khá là lạ miệng, rất là ngon mọi người. Nói chung là không thể tả nổi, cảm giác rất là tuyệt vời. Trước khi ăn món chính hôm nay thì ăn những món phụ như trái cây và rau luộc thì cũng đã khá là no rồi mọi người. Sinh tồn trong rừng là vậy, đôi lúc trong bụng chả có gì nhưng những lúc thì khá là thịnh soạn. Thường cho gì thì ăn nấy thôi. Những trái này sẽ cho vào sau mọi người để tạo màu và lấy vị. Mình không có mang chanh, cho nên là vị chua của nó sẽ thay thế cho chanh và một chút ngọt sẽ thay thế cho đường. Vào mùa nếu như mọi người muốn đi cùng mình trải nghiệm ăn trái này, mình sẽ dắt mọi người đi để trải nghiệm nhé. Hầm cũng khá lâu rồi mọi người. Quan sát thì trái măng ca rá và trái thạch xương bồ đã ra màu rất là đẹp, cũng đã nhừ rồi. Bây giờ sẽ cho chim cút vào nhé. Một món ăn khá là cầu kỳ nhưng mà rất là ngon đó mọi người. Và trái máu sẽ cho sau cùng để lấy màu và lấy vị thôi, cho nên nó sẽ được sau cùng. Đây là món ăn mới cực kỳ của mình. Lần đầu tiên mình ăn món này và cũng giới thiệu cho mọi người biết trong món này thì rất là nhiều vị thuốc được kết hợp với nhau: thạch xương bồ, trái măng ca rá, chim cút rừng và trái máu. Một món ăn khá là đặc sắc. Wow, nghe mùi rất là thơm mọi người. Cần phải ninh nhừ ra lúc vì lúc nãy mình chiên chim cút khá là săn, cho nên là phải ninh nhừ ra thì nó mới thấm đủ vị của tất cả trái rừng nhé. Wow. Mùi vị thật sự là thú vị mọi người. Bây giờ sẽ cho trái máu vào nhé, để tăng màu và độ thơm của món ăn. Wow, thơm quá mọi người. Bây giờ cho thêm ớt vào nữa là có thể ăn được rồi. Ngon lắm. Bây giờ là tới lúc thưởng thức rồi mọi người. Món ăn đã chín. Và món ăn rất là lạ, rất là thú vị, rất là lạ miệng. Wow. Xin mời mọi người thưởng thức món ăn chính của mình. Lúc nãy thì ăn những món ăn phụ.
Wow, chim cút rừng mọi người không to đâu, nhưng thịt rất là chắc. Thật sự là một món ăn mới, mình kết hợp từ những trái cây rừng và những vị thuốc của rừng, khá là thú vị mọi người, khá là no nê với món ăn. Hôm nay là một ngày ăn rất là đã với mình, bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi sớm để tối nay mình đi săn bắt đêm nhé, tráng miệng bằng một cái sung mật nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Tùng, ủng hộ kênh. Hứa hẹn sẽ luôn đem lại những video mang tính chất giải trí và những kinh nghiệm đi rừng, những kinh nghiệm sinh tồn để truyền tải thông điệp này với mọi người. Mọi người xem video thì thấy video hay nhớ like, ủng hộ và chia sẻ video để Tùng có nhiều động lực để làm những video sinh tồn và nấu ăn trong rừng hay và hấp dẫn để mọi người xem nhé. Một lần nữa xin chúc mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.